ta lại cùng nhau đến với chương trình Siêu Thị May Mắn, chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và công ty Cáp Tiên Sa phối hợp thực hiện với sự tài trợ của công ty nệm Vạn Thành. Một siêu thị rất đặc biệt, một siêu thị mà chúng ta đi không cần phải cầm theo tiền, chúng ta có thể mua sắm thỏa thích những hàng hóa và mang về thật nhiều những niềm vui. Đó chính là Siêu Thị May Mắn của chúng tôi. Ngay bây giờ đây, chúng ta cùng nhau tìm ra ba thí sinh sẽ góp mặt trong phần thi đầu tiên có tên gọi Ai Mua Tài Thế, và họ đang có những logo của sản phẩm nào. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Xin chúc mừng thí sinh có logo của công ty nệm Vạn Thành. Và thí sinh thứ hai có logo nào đây? Chúng ta cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có logo của công ty Nhôm Inox Kim Hằng. Và thí sinh thứ ba là ai? Chúng ta cùng theo dõi nào. Xin chúc mừng thí sinh có logo của mật ong Việt Honey. Xin mời ba thí sinh chúng ta cùng bước về vị trí của người chơi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng nhau làm quen với ba thí sinh của vòng thi đầu tiên trong ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Xin kính chào quý vị khán giả và kính chào anh Quốc Bình. Mình tên là Đặng Xuân Thanh Thảo, hiện là tiếp tân của công ty chứng khoán Vina. Đến với siêu thị May Mắn, mình rất là vui. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và xin mời người thứ hai. Dạ, tôi tên là Lê Thị Thanh Thảo, 47 tuổi, nội trợ. Tôi lần đầu tiên tôi được tham gia chương trình Siêu Thị May Mắn, cũng là một cái game show mà của đài truyền hình tôi rất là yêu thích. Tôi rất mong sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả dành cho những người chơi của chúng tôi. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời người thứ ba. Xin kính chào quý khán giả. Tôi tên là Bỉ Dung. Hôm nay tôi rất vui được tham gia trong chương trình Siêu Thị May Mắn. Xin các bạn ủng hộ cho tôi và những người cùng chơi của tôi. Xin chào ba thí sinh đã cùng có mặt trong vòng thi đầu tiên này. Ở vòng thi đầu tiên này, các thí sinh cùng trải qua một thách thức, đó là trong vòng 2 phút đồng hồ, các bạn hãy vào siêu thị của chúng tôi và mua sắm, và mua sao cho trong đúng phạm vi 1 triệu đồng, chấp nhận sai số cộng trừ 5%. Nếu các bạn mua đúng trong phạm vi này, các bạn sẽ được nhận nguyên xe hàng. Và ai có mức sai số thấp hơn, người đó sẽ là người chiến thắng, bước vào vòng thi tiếp theo và nhận được giải thưởng là 800 điểm. Hai thí sinh còn lại sẽ nhận được giải thưởng là 500 điểm. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy thử xem siêu thị may mắn hàng hóa phong phú như thế nào nào. Kem Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Nệm cao su thông hơi Vạn Thành, sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên, theo công nghệ hiện đại của Đức, độ nén nệm đàn hồi cao, thông thoáng mát mẻ khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành 7 năm. Mili Modern, sản phẩm thể hiện tính năng động, trẻ trung, phù hợp với cuộc sống hiện đại, tiện dụng khi ở văn phòng, khi đi du lịch hoặc lúc có ít thời gian chuẩn bị bữa ăn, gồm có các hương vị thịt xào, gà hầm hành tây, bò hầm rau thơm, canh chua tôm và lẩu thái tôm. Sản phẩm của công ty Acicook Việt Nam. Khang Minh Thanh Huyết, tăng cường chức năng gan, giúp giải độc rượu bia, trị mụn nhọt, chống dị ứng, làm đẹp da. Thuốc có nguồn gốc từ thảo dược, hiệu quả và tiện dụng. Sản phẩm từng đạt huy chương vàng và danh hiệu dược phẩm an toàn vì chất lượng cuộc sống, do công ty dược phẩm Khang Minh sản xuất và phân phối. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Thuốc cảm viên Ameflu, sản xuất trên công nghệ Hoa Kỳ, điều trị các triệu chứng trong cảm cúm như hạ sốt, giảm đau, giảm ho, sổ mũi, chống nghẹt mũi. Có 3 loại Ameflu ban ngày bổ sung vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng, Ameflu ban ngày không gây buồn ngủ và Ameflu ban đêm giúp ngủ ngon. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm OPV. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Nồi Fortune Kim Hằng được sản xuất bằng nhôm tinh chất, nắp kín chịu nhiệt không vỡ, xử lý bề mặt đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểu dáng hiện đại, tay nắm rời mới lạ, độc đáo tiện dụng. Sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao 11 năm liền. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Chúng ta đã thấy hàng hóa thật phong phú đúng không nào? Bây giờ thì với sự hỗ trợ của ba thí sinh sẽ cùng bắt đầu mua sắm. 1, 2, 3, bắt đầu! Rồi, chúng ta hãy mua sắm rất nhiều. Hãy nhanh chóng, còn rất nhiều hàng hóa, hãy lựa chọn đi nào.
kiểm tra thật kỹ xe của mình. Nếu như thấy đủ rồi thì hãy kiểm tra lại một lần nữa xem hàng hóa như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tính tiền nhé. Với chiếc máy tính tiền mà công ty Lý Phú Vinh đã cung cấp cho chương trình thì mọi việc diễn ra vô cùng đơn giản thôi. Chúng ta hãy xem chị Mỹ Dung đã mua những gì nào. Chị mua 3 chai dầu ăn Vinaoil 73.500, 2 mật ong Việt Honey 62.000 đồng, 2 khô bò tuyển ký 32.000 đồng, 1 gíp nước tẩy rửa 18.000 đồng, 1 chai nước tẩy toilet của gíp 19.000 đồng, 2 chai nước lau sàn của gíp 36.000 đồng, 1 hộp sữa XO của Nam Giang 245.000 đồng, 2 nồi lẩu của Nhobinox Kim Hằng 360.000 đồng, 1 bộ kềm nghĩa 95.000 đồng. Chị đang rất hồi hộp đúng không? Và chúng ta hãy xem số tiền mà chị sử dụng trong lần mua sắm lần này là bao nhiêu nhé. Tổng số tiền là 940.500 đồng. Chỉ thiếu 9.500 đồng nữa thôi là chị đã giành được xe hàng rồi. Nhưng rất tiếc chị đã không được nhận xe hàng rồi, chị Dung ơi. Và bây giờ là số hàng hóa của chị Thảo. Chị đã mua 8 hộp heo hai lát của tuyển ký 87.000 đồng, 2 hộp thịt bò kho của tuyển ký 25.400 đồng, 2 chai mật ong Việt Tony 62.000 đồng, 2 hộp bánh bông lan kem solo của Phạm Nguyên 36.000 đồng, 1 hộp bánh Fan Nepai có bổ sung canxi của Phạm Nguyên 24.000 đồng, 2 bộ kềm nghĩa 190.000 đồng, 1 chảo Quantum của Nhobinox Kim Hằng 135.000 đồng, 2 giá inox của Nhobinox Kim Hằng 196.000 đồng, 1 xô ướp sâm panh của Kim Hằng 280.000 đồng, 1 chảo Quantum của Nhobinox Kim Hằng 165.000 đồng, 1 chảo của Nhobinox Kim Hằng 112.000 đồng, 1 hộp sữa bột XO của Nam Giang 245.000 đồng, 1 vớ phun Air Stocking 550.000 đồng. Sao chị mua nhiều đồ Kim Hằng vậy ạ? Chị rất thích xài đồ Kim Hằng. Chị rất thích xài đồ Kim Hằng, chị mua quá trời luôn. Và không biết là số đồ Kim Hằng này sẽ có thưởng với chị hay không. Chúng ta cùng theo dõi. Tổng số tiền mà chị đã sử dụng là 2.107.600. Số hàng này mà chia ra hai xe thì chắc mới nhận được giải thưởng ạ. Và bây giờ là phần tính tiền cho xe hàng của bạn Thảo. Bạn đã mua 8 sữa đặc có đường của Doji 92.000 đồng, 11 chai dầu thực vật Vinaoil 269.500, 1 chai nước lau sàn Gip 18.000 đồng, 2 sữa bột XO của Nam Giang 590.000 đồng. Tổng số tiền mà bạn sử dụng là 1.093.500. Như vậy là cũng quá lớn và bạn không được nhận xe quà này rồi, rất đáng tiếc. Quý vị khán giả thân mến, sau phần thi này thì cả 3 thí sinh của chúng ta đều không sở hữu được xe quà bởi vì họ đều mua vượt qua phạm vi cho phép. Nhưng thí sinh đầu tiên, chị Dung, đã là người có mức sai số thấp nhất. Chính vì vậy, chị Dung là người chiến thắng, nhận được giải thưởng 800 điểm và sẽ bước vào vòng sau của chương trình. Còn cả hai bạn Thanh Thảo, hai người cùng tên là Thanh Thảo, cùng sở hữu một số điểm như nhau là 500 điểm. Xin được chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, tôi đang tranh thủ để theo dõi những sản phẩm mới và có cơ hội thì giới thiệu cùng với tất cả quý vị khán giả của chương trình Siêu Thị May Mắn đấy. Nhưng tôi cũng không quên một nhiệm vụ rất quan trọng của mình, đó là thông báo đáp án và kết quả của câu hỏi trong tuần vừa rồi. Rượu táo mèo là một loại đặc sản của vùng miền núi phía Bắc. Cây táo mèo thì chỉ mọc ở vùng miền núi phía Bắc mà thôi. Và trái của nó thì hình dáng giống như trái táo Tây, hay miền Nam gọi là trái bom. Và mùi của nó thì rất là thơm. Và khi những trái này chín thì người dân đã ủ lên men và làm rượu. Rượu táo mèo có tác dụng chữa bệnh rất là tốt. Trong đông y thì người ta cũng đã sử dụng trái táo mèo và các thang thuốc. Và nó có tên gọi là sơn tra. Xin chúc mừng những vị khán giả nào đã chọn đáp án là vùng miền núi phía Bắc. Chúng ta hãy thử xem kết quả của tuần vừa qua như thế nào nào. Và bây giờ chúng ta cùng bấm phím để tìm ra người may mắn trong tuần vừa qua.
Trong tuần vừa qua đã có 3.369 lượt khán giả gọi về tham gia trả lời câu hỏi của chương trình. Trong đó có 1.987 lượt khán giả đã có câu trả lời chính xác. Và ai sẽ là người may mắn trong tuần này đây? Xin được chúc mừng cho chủ nhân của số điện thoại 0957561243 đã gọi về vào lúc 20:54 ngày 27 tháng 1. Xin được chúc mừng vị khán giả may mắn đã sở hữu giải thưởng trị giá 5 triệu đồng. Thật tuyệt vời đúng không nào? Quý vị đang rất tiếc vì mình đã không may mắn đúng không? Nhưng không sao, rất có thể tuần này quý vị sẽ là người may mắn. Và hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi để trả lời câu hỏi của tuần này. Và ngay bây giờ tôi sẽ đưa ra câu hỏi đây. Ổi là một trái cây rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Nhưng ổi có phải xuất xứ từ châu Á hay không nhỉ? Tôi sẽ đưa ra câu hỏi nhé. Theo bạn, ổi có xuất xứ từ đâu? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là châu Á, đáp án số 2 là châu Phi và đáp án thứ 3 là châu Mỹ. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một mà thôi. Và hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1757, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 với nội dung tin nhắn STMM khoảng cách X. Trong đó X tương ứng với đáp án 1, 2 hoặc 3. Những thao tác cực kỳ đơn giản. Và quý vị càng gọi về nhiều thì cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Bởi vì chúng tôi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trên máy vi tính trong tổng số tất cả các cuộc gọi cũng như những tin nhắn có phương án trả lời chính xác. Quý vị nhớ chứ ạ? Đó là càng gọi nhiều, càng nhắn tin nhiều, cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Và giải thưởng của tuần này đó là 2 triệu đồng một phiếu mua sắm tại các cửa hàng của hệ thống thế giới di động.com. Chúng ta có thể tìm mua các loại máy vi tính cũng như là các loại điện thoại mới nhất. Tha hồ mua sắm với giải thưởng của chương trình siêu thị may mắn đúng không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh chóng nhấc máy điện thoại lên gọi về cho chúng tôi ngay. Khán giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng 2 của cuộc thi và sẽ tìm thêm 2 thí sinh mới đến với vòng thi này. Xin mời quý vị cùng theo dõi lên màn hình. Xin chúc mừng thí sinh có logo của công ty dược phẩm Khang Minh với sản phẩm Hải Cẩu Nang. Và bây giờ chúng ta cùng tìm ra. Xin chúc mừng thí sinh có logo của công ty thực phẩm Tuyền Ký. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng nhau làm quen với 2 thí sinh mới ở vòng thi này. Xin mời các bạn hãy giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả và các bạn đang xem chương trình Siêu Thị May Mắn. Em tên là Vương Bảo Trung, hiện đang là sinh viên của trường Đại học Dân lập Hồng Bàng. Rất là vui khi được tham gia chương trình. Xin chào bạn Trung. Và bây giờ thì xin mời người tiếp theo. Xin chào quý vị khán giả và chào anh Quốc Bình. Em tên là Nguyễn Thị Uyên Phương, hiện đang công tác tại trường Mầm Non 19 tháng 5 thành phố. Hôm nay em rất vui được tham dự chương trình Siêu Thị May Mắn và rất mong sự ủng hộ của quý vị khán giả. Chúng ta cùng chào đón 2 thí sinh đã đến với vòng 2 của cuộc thi. Ở vòng thi này, mỗi thí sinh của chúng ta sẽ có một người thân hỗ trợ. Các thí sinh sẽ bước lên sân khấu và sẽ đeo một cặp mắt kính rất đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn. Ở bên dưới này, những người hỗ trợ của các thí sinh sẽ đưa ra những giải thích về một đồ vật mà chương trình Siêu Thị May Mắn đưa ra. Sau đó các thí sinh của chúng ta sẽ có 30 giây để trả lời. Nếu như các bạn trả lời đúng, các bạn sẽ ghi được điểm. Và sau những lượt trả lời, bạn nào có số điểm cao hơn, bạn đó sẽ chiến thắng. Trong trường hợp nếu các thí sinh có số lượt trả lời đúng như nhau, thì chúng ta sẽ tìm ra người may mắn bằng cách rút thăm ngẫu nhiên để chọn một người vào vòng sau của chương trình. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng bước về sân khấu và chuẩn bị giới thiệu về người hỗ trợ cho mình. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta hãy giới thiệu về người hỗ trợ cho mình. Xin mời chị Dung. Người hỗ trợ của tôi là chị của tôi, tên là Thử. Xin chào chị. Và xin mời thí sinh thứ hai. Người hỗ trợ của em là chị gái của em, tên Vương Bảo Ngọc. Người hỗ trợ của em là mẹ của em, tên là Kim Trọng. Xin chào ba người hỗ trợ cho ba thí sinh. Ở phần thi này, các bạn sẽ đóng một vai trò rất quan trọng đấy. Bởi vì chúng tôi sẽ đưa ra một sản phẩm trong chương trình Siêu Thị May Mắn. Và những người hỗ trợ sẽ có nhiệm vụ mô tả làm sao để cho thí sinh có thể đoán được xem đó là sản phẩm gì. Các thí sinh lưu ý đây là những sản phẩm có trong chương trình Siêu Thị May Mắn. Và lưu ý rằng chúng ta không được dùng tiếng nước ngoài, từ lóng hoặc là những từ nào đó có trong bao bì của sản phẩm.
chúng ta chỉ có thể mô tả về hình dạng, màu sắc, kích thước, công dụng hoặc là lý tính, hóa tính của sản phẩm mà thôi. Các bạn nhớ nhé. Và bây giờ thì xin mời các thí sinh sẽ đeo những cặp kính rất đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn. Trông các thí sinh của chúng ta vô cùng đáng yêu với cặp kính này. Và bây giờ thì chúng ta cùng chuẩn bị khám phá xem những sản phẩm của ngày hôm nay là gì đây. Và bây giờ thì xin mời các người hỗ trợ chúng ta sẽ lần lượt lựa chọn từng món đồ để giới thiệu cho các thí sinh có thể đoán được nhé. Và đầu tiên thì Mỹ Dung hãy chuẩn bị lắng nghe lời hướng dẫn gợi ý dành cho chị. Một loại nước lỏng để cho em bé uống á. Có phải là sữa hộp không ạ? Không phải. Một loại nước lỏng để cho em bé uống á. À, dâu hả? Nước lỏng để cho em bé uống. Nước cho em bé uống hả? Ừ, Đạt hay uống đó. À, sữa phải không? Ừ, Đạt hay uống á. Chị trả lời xem rõ tên. Trả lời là... đi, sữa. Cái đó phải là sữa không à? Sữa gì à? Phải có sữa tên. Sữa hộp á. Sữa gì? Đạt hay uống á, sữa gì? À... Đạt gì hay uống á? Như vậy là đã không kịp để cho thí sinh trả lời. Với sản phẩm này thì chúng ta phải nói rõ tên của sữa. Ví dụ như là sữa tươi Doji. Sữa tươi Z Doji 100% nguyên chất, thêm đường fructose, tăng khả năng tiêu hóa, giảm nguy cơ béo phì. Sản phẩm của công ty sữa quốc tế. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với lượt lựa chọn dành cho bạn Bảo Trung. Xin mời người hỗ trợ cho bạn Bảo Trung. Đây là sản phẩm mà dùng để nấu thức ăn, làm bằng inox. Nồi inox kim hằng. Bạn hãy gợi ý làm sao để cho thí sinh có thể đoán được chính xác. Nói làm sao cho chính xác. Dùng để chiên hay nấu? Dùng để nấu. Nồi inox kim hằng. Liệu có chính xác không? Và gì? Có thể ăn nhúng rau rồi vô nữa. Cái nồi này ăn dùng để nhúng rau. Nồi lẩu inox kim hằng. Nồi Fortune kim hằng được sản xuất bằng nhôm tinh chất, nắp kín chịu nhiệt không vỡ, xử lý bề mặt đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểu dáng hiện đại, tay nắm rời mới lạ, độc đáo tiện dụng. Sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao 11 năm liền. Kim hằng, bạn của người nội trợ. Rất là đáng tiếc, đây đúng là cái nồi của công ty nhôm inox kim hằng nhưng nó không phải là nồi inox. Bây giờ thì sẽ đến phần lựa chọn của người hỗ trợ cho thí sinh thứ ba. Xin mời. Nhà mình kiến dơ, con dùng cái gì để con chùi? Nước lau kiến Gip. Còn nữa? Còn hiểu nữa. Nước lau kiến Gip. Cô gợi ý rõ hơn đi. Olin. Có chữ S đầu đó. Sun Line. Nước lau kiến. Như vậy là cô đã gợi ý phạm quy rồi. Phạm quy tận 2 lần. Lần thứ nhất cô nói có từ kiến. Nước lau kiến thì đã là phạm quy. Cô gợi ý tên của sản phẩm có chữ S ở đầu nên cũng phạm quy tiếp. Đây là nước lau kiến của SPK. Nước rửa kính cao cấp SPK. Tẩy rửa sạch bụi bẩn trên bề mặt kính, nhôm, nhựa, formica. Đặc biệt dành cho ô tô, màn hình vi tính, TV, mắt kính. Sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Rạng đông SPK, hương sắc cho cuộc sống. Như vậy là ở lượt lựa chọn này thì cả ba người hỗ trợ đều đã không giúp được các thí sinh giành chiến thắng. Mà ở trong đó thì chúng ta còn những sản phẩm nữa mà các người hỗ trợ đã không lựa chọn. Ví dụ như là vớ phun Air Stocking. Air Stocking, mỹ phẩm phun lên chân và thân thể, được phát minh nhằm giúp bạn có được một đôi chân mịn màng và che mờ những khuyết điểm. Air Stocking không chứa thành phần gây kích ứng da, bảo vệ da khỏi rám nắng và chống tia cực tím, giảm thiểu khả năng ung thư da, điều mà với da chân thông thường không thể làm được. Đồ hộp của Tuyền Ký, đây là những sản phẩm mà những người hỗ trợ chưa lựa chọn. Thực phẩm đóng hộp Tuyền Ký với các loại heo, bò, gà, cá, trái cây, chọn lọc từ nguyên liệu tươi chất lượng tại nơi nuôi trồng. Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 9001 phiên bản 2000. Nhiều năm liền được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, đạt danh hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2007. Bây giờ thì các thí sinh của chúng ta đã có số điểm bằng nhau. Xin mời các bạn cùng bỏ những cặp kính ra nào.
Lúc này thì các người hỗ trợ sẽ làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là rút thăm để tìm ra người may mắn bước vào vòng trong. Nếu người hỗ trợ nào rút được con số thăm lớn hơn thì người chơi đó sẽ được quyền bước vào vòng sau của chương trình. Trên tay tôi lúc này là 5 phiếu thăm may mắn của chương trình, và tôi sẽ mời những người hỗ trợ cho các thí sinh rút thăm để quyết định. Xin mời các người hỗ trợ hãy rút một phiếu. Bây giờ chúng ta hãy lần lượt nhé, lần lượt mở từng người một. Bắt đầu từ cô, xin mời cô. Số cô rút được là số 2. Và xin mời bạn. Wow, bạn rút được là số 1. Và người cuối cùng, cô rút được số 5. Xin được chúc mừng. Như vậy thì mẹ bạn đã là người mang lại may mắn cho bạn, người thí sinh thứ 3 của cuộc thi. Chúng ta hãy cùng nhau đến với phần công bố và trao giải thưởng cho các thí sinh. Quý vị khán giả thân mến, sau phần thi này thì bạn Minh Phương là người rất may mắn khi mẹ của bạn Phương đã hỗ trợ cho bạn Phương và rút được một phiếu thăm có con số rất lớn, giúp bạn Phương chiến thắng bước vào vòng sau của chương trình. Còn chị Mỹ Dung nhận được giải thưởng qua những vòng chơi tương ứng là số điểm 1.300 điểm, và bạn Bảo Trung nhận được số giải thưởng tương ứng với số điểm là 500 điểm. Xin chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, một thông tin rất mới mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị, đó là giải thưởng lúc này không phải là 2 triệu đồng nữa mà đã được tăng lên là 3 triệu đồng. Phiếu mua sắm miễn phí tại các cửa hàng của hệ thống thế giới di động.com. Thật là thú vị đúng không nào? Chúng ta có thể mua các loại điện thoại di động này hay là laptop đời mới nhất ở các cửa hàng của hệ thống thế giới di động.com và chỉ cần sử dụng phiếu này mà thôi. Làm sao chúng ta được sở hữu phiếu này? Nếu như chúng ta là người may mắn trong phần trò chơi dành cho khán giả truyền hình, và ngay bây giờ thì hãy nhanh chóng gọi điện về cho chúng tôi theo số 1900 1757, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8340 để trả lời câu hỏi của chương trình nhé. Và câu hỏi của chương trình là gì nhỉ? Câu hỏi của chương trình đó là: theo bạn, ổi, một trái cây rất quen thuộc đối với người Việt Nam, có xuất xứ từ châu nào? Có 3 đáp án. 1 là châu Á, đáp án số 2 là châu Phi, và đáp án số 3 là châu Mỹ. Các bạn hãy lựa chọn đi, một đáp án mà thôi. Và chúng tôi sẽ lựa chọn ra người may mắn bằng cách rút thăm ngẫu nhiên trên máy vi tính trong tổng số tất cả những cuộc gọi đúng và các tin nhắn có phương án trả lời đúng. Chính vì vậy, chúng ta càng nhắn tin nhiều, càng gọi điện nhiều để trả lời câu hỏi thì cơ hội trúng thưởng của chúng ta càng cao. Nào, nhanh lên, hãy gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng. Quý vị khán giả thân mến, bạn Phương đã rất may mắn để chiến thắng và có mặt ở vòng thi này. Và chúng ta sẽ cùng tìm thêm 2 thí sinh nữa góp mặt cùng phần thi này. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có logo của công ty Alaska. Và thí sinh thứ 2 sẽ là ai? Chúng ta cùng theo dõi nhé. Xin chúc mừng thí sinh có logo của sản phẩm Kem Nghĩa. Xin mời các thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Và như thường lệ thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với 2 thí sinh mới ở vòng thi này. Xin mời các bạn. Xin chào các bạn đang xem chương trình Siêu Thị May Mắn. Tôi là Thành Trung, đang đến từ trường đại học Tôn Đức Thắng. Rất vui khi được tham gia chương trình Siêu Thị May Mắn và hy vọng là tôi sẽ may mắn như cái chương trình Siêu Thị May Mắn này. Hy vọng các bạn sẽ bổ vũ cho ba người chơi. Và xin mời người tiếp theo. Xin chào anh Quốc Bình. Xin chào quý vị khán giả có mặt ở trường quay cũng như khán giả đang xem chiếc màn ảnh nhỏ. Tôi tên Đinh Thị Thái Hiền, năm nay tôi 31 tuổi. Tôi đến từ quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tôi có một tôi là chủ của một cửa hàng cửa hiệu may chuyên may đồ quốc phục Việt Nam. Tôi cảm thấy là mình rất may mắn khi được chơi cái chương trình này, và tôi hy vọng cái sự may mắn đó sẽ theo tôi trong suốt quá trình chơi để tôi mang về được cái những niềm vui. Cảm ơn. Xin chúc cho ba thí sinh thật may mắn để có được những
giải thưởng trong chương trình này. Ở phần thi này, ba thí sinh sẽ cùng theo dõi lên trên sân khấu. Ở trên đó có những cô gái vô cùng dễ thương với những chiếc xe hàng. Trong mỗi xe hàng đều có một logo của sản phẩm. Các bạn hãy theo dõi thật kỹ bởi vì những cô gái này sẽ đổi vị trí cho nhau. Sau đó thì tôi sẽ đưa cho các bạn những logo tương ứng. Và các bạn hãy tìm xem chiếc xe nào có logo giống như logo mà mình đang cầm trên tay lúc đó. Các bạn đặt logo vào. Nếu tìm đúng được vị trí của logo thì các bạn sẽ ghi được điểm. Chúng ta sẽ có hai lượt lựa chọn. Sau hai lượt lựa chọn, bạn nào có số điểm nhiều hơn, bạn đó sẽ chiến thắng. Trong trường hợp nếu như chúng ta có số điểm ngang nhau thì chúng ta lại tìm ra một người chiến thắng bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị theo dõi. Đầu tiên là logo của Lý Phú Vinh và Ame Blue. Tiếp theo là Mì Mô Đen và Nhô Mi Đốc Kim Hằng. Và tiếp theo là sản phẩm của Dạng Đông STK và logo của công ty Nệm Vạn Thành. Lúc này trên tay tôi có 6 logo tương ứng với 6 logo các bạn vừa được theo dõi. Và ở lượt lựa chọn đầu tiên, tôi sẽ đưa cho mỗi bạn một logo. Xin mời các bạn. Bạn hãy đặt vào chiếc xe nào bạn nghĩ rằng trong đó có logo giống như vậy. Xin mời các bạn. Hãy lựa chọn đi một trong 6 chiếc xe. Các thí sinh đã có sự lựa chọn đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra. Đầu tiên là chị Thái Hiền. Chị đã đặt logo của công ty phân phối máy tính tiền Lý Phú Vinh vào xe này. Chúng ta hãy thử kiểm tra xem nào. Sự lựa chọn chính xác, xin được chúc mừng. Máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh chuyên dùng quản lý các loại hình bán sỉ, bán lẻ và các dịch vụ giải trí. Lý Phú Vinh nhanh chóng, chính xác. Xin chúc mừng chị có sự lựa chọn chính xác đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng đến với chiếc xe của bạn Phương. Và bây giờ thì chúng ta cùng kiểm tra xem bạn Phương đã đặt vào đây logo của công ty Nhô Mi Nốc Kim Hằng xem có chính xác hay không nhá. Xin mời. Chính xác, xin được chúc mừng bạn. Nồi Fortune Kim Hằng được sản xuất bằng nhôm tinh chất, nắp kiến chịu nhiệt không vỡ, xử lý bề mặt đảm bảo an toàn thực phẩm. Kiểu dáng hiện đại, tay nắm rời mới lạ, độc đáo, tiện dụng. Sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao 11 năm liền. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem bạn Thành Trung để logo này có đúng hay không. Đây là sản phẩm của công ty Dạng Đông SPK. Và hãy cho tôi xem nào. Chính xác, xin chúc mừng bạn. Nước thơm xả bồn cầu Sun Plus, sản phẩm lần đầu được sản xuất tại Việt Nam. Công dụng tỏa hương thơm, làm sạch và chống bám bẩn, cho nhà vệ sinh sạch sẽ, thơm mát suốt từ 4 đến 6 tuần. Sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao. Rạng Đông SPK, hương sắc cho cuộc sống. Sau lượt lựa chọn đầu tiên, các thí sinh đã có sự lựa chọn đúng. Và giờ đây chúng ta cùng chuẩn bị đến với lượt lựa chọn thứ hai. Và lúc này thì những xe hàng đã có sự thay đổi vị trí của những cô gái. Chúng ta hãy cùng thử xem các bạn sẽ nhớ như thế nào nhé. Và bây giờ thì còn 3 logo này, xin mời các bạn hãy lựa chọn. Và bây giờ thì bạn hãy lựa chọn xem chiếc xe nào tương ứng với logo mà các bạn đang cầm trên tay. Xin mời. Hãy lựa chọn đi xem chiếc xe nào nào. Có lẽ là rất khó khăn đúng không? Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau kiểm tra chiếc xe mà bạn Trung đã đặt logo Mì Ly cao cấp Modern của Vina Acecook. Hãy cho chúng tôi xem logo đằng sau đây là gì nào. Chính xác, xin được chúc mừng. Mì Ly Modern, sản phẩm thể hiện tính năng động, trẻ trung, phù hợp với cuộc sống hiện đại, tiện dụng khi ở văn phòng, khi đi du lịch hoặc lúc có ít thời gian chuẩn bị bữa ăn, gồm có các hương vị thịt xào, gà hầm hành tây, bò hầm rau thơm, canh chua tôm và lẩu thái tôm. Sản phẩm của công ty Acecook Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta cùng kiểm tra chiếc xe của bạn Phương. Bạn đã đặt logo của Ame Blue ban ngày, bổ sung vitamin C. Hãy cho chúng tôi biết logo ở đằng sau đây là gì nào. Chính xác, xin được chúc mừng bạn. Thuốc cảm viên Ameflu sản xuất trên công nghệ Hoa Kỳ, điều trị các triệu chứng trong cảm cúm như hạ sốt, giảm đau, giảm ho, sổ mũi, chống nghẹt mũi. Có 3 loại Ameflu ban ngày bổ sung vitamin C,
giúp tăng cường sức đề kháng. Ameflu ban ngày không gây buồn ngủ và Ameflu ban đêm giúp ngủ ngon. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm OPV, đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Và bây giờ là chiếc xe cuối cùng. Chị Thái Hiền đã lựa chọn logo của công ty nệm Vạn Thành đặt vào đây. Chúng ta hãy thử xem có đúng hay không nào. Ồ, như vậy không phải rồi. Như vậy thì chiếc xe nào đang có logo của công ty nệm Vạn Thành nhỉ? Hãy cho chúng tôi biết xe nào có logo của công ty nệm Vạn Thành. Đây mới là logo chính xác. Nệm lò xo Vạn Thành, nguyên liệu thép, khung lò xo bằng hợp kim, nhập từ Anh Quốc. Độ đàn hồi cao, áo bọc nệm được thiết kế sắc sảo sang trọng. Cảm giác thoải mái êm ái khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành từ 5 đến 7 năm. Như vậy chị Thái Hiền chưa có sự lựa chọn chính xác rồi. Và bạn Phương cùng bạn Trung đang có số điểm bằng nhau là 2 điểm. Lúc này hai bạn sẽ xác định xem ai sẽ bước vào vòng đặc biệt bằng cách rút thăm ngẫu nhiên. Và bây giờ bạn Trung và bạn Phương sẽ tự lựa chọn trong 6 chiếc xe đẩy này có 6 phong bì may mắn. Các bạn hãy lựa chọn đi và chuẩn bị chúng ta cùng bước lên phía trước để khám phá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những con số trong các bao lì xì này. Oh, của bạn Trung là con số 6 và của bạn Phương con số 5, chỉ đua một con số mà thôi đúng không? Như vậy là bạn Trung đã là người may mắn có mặt trong vòng đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn. Sau vòng thi này thì các thí sinh của chúng ta đã nhận được giải thưởng. Chị Thái Hiền nhận được giải thưởng tương ứng với số điểm chỉ có là 500 điểm. Bạn Phương nhận được tổng số điểm qua các vòng chơi là 1.300 điểm. Và bạn Trung là người chiến thắng ở vòng này với sự may mắn. Và bạn sẽ có mặt trong vòng đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn. Quý vị khán giả thân mến, tôi đang tưởng tượng ra cảnh mình đi tham dự picnic và ngồi nướng thịt xung quanh chiếc lò này, thật là thú vị đúng không nào? Và quý vị có muốn sở hữu một chiếc lò này cho gia đình mình không? Vô cùng đơn giản thôi, nó có thể là một giải thưởng của chương trình Siêu Thị May Mắn nếu như quý vị thích nhận giải thưởng này. Và quý vị hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1757, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8340 để trả lời câu hỏi của chương trình. Và một lần nữa tôi sẽ nhắc lại câu hỏi. Câu hỏi đó là: theo bạn, ổi là một thứ trái cây rất quen thuộc với người Việt Nam, có xuất xứ từ châu nào? Có 3 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là châu Á, đáp án số 2 là châu Phi và đáp án số 3 là châu Mỹ. Các bạn hãy lựa chọn một trong 3 đáp án này nhé. Và hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi càng nhiều càng tốt, bởi vì chúng tôi sẽ lựa chọn ra người may mắn bằng cách rút thăm ngẫu nhiên trên máy vi tính trong tổng số những cuộc gọi cũng như những tin nhắn có phương án trả lời đúng về với chương trình Siêu Thị May Mắn. Nào, nhanh lên. Và giải thưởng của chúng ta lúc này không phải là 3 triệu đồng nữa, mà đã được tăng lên là 5 triệu đồng. Một phiếu mua sắm tại các cửa hàng của hệ thống Thế Giới Di Động.com, nơi mà chúng ta có thể tha hồ mua sắm với rất nhiều những loại như là điện thoại di động hay máy vi tính mới nhất. Thật là thú vị đúng không nào? Quý vị có thể nhận một phiếu này hoặc là nhận một lò nướng của công ty nhôm inox Kim Hằng. Quý vị chọn giải thưởng nào? Giải thưởng nào cũng được. Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến Siêu Thị May Mắn mang về những niềm vui. Khán giả thân mến, chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và hòa vào những giai điệu thật tươi vui để chào đón thí sinh có mặt trong vòng thi đặc biệt của chương trình Siêu Thị May Mắn, đó chính là bạn Trung. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp Siêu Thị May Mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùm. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ô hay hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp Siêu Thị May Mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư,
ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn giùm. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10. Ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Cảm ơn những cô gái rất dễ thương của nhóm Nhật Nguyệt đã mang lại cho chúng ta những giai điệu thật tươi vui. Bạn Trung thân mến, lúc này ở sau lưng chúng ta có 6 ô cửa, trong đó có những số điểm khác nhau: 300, 500, 2000, 3000, một ô may mắn 16.000 điểm và một ô bất ngờ là ô 3 số 0. Vừa rồi bạn đã chiến thắng trong vòng đi trước và bạn có 1.000 điểm. Bạn hãy dùng số điểm này đặt vào các ô cửa. Khi mở cửa ra, nếu điểm trong ô cửa cao hơn điểm của bạn đang có, điểm của bạn sẽ bị chia đôi. Nhưng điểm trong cửa mà thấp hơn hoặc bằng số điểm của bạn đang có, điểm của bạn sẽ được nhân đôi. Bạn hãy tìm những ô cửa nhỏ để nhân dần số điểm của mình. Khi có 5.000 điểm rồi mà bạn đặt vào ô cửa may mắn, cửa mở ra, bạn sẽ có quà thưởng rất tuyệt vời của chương trình siêu thị may mắn. Nhưng bên cạnh đó thì ô cửa 3 số 0 sẽ làm mất đi của bạn một nửa số điểm nếu như bạn mở vào ô cửa này, và thậm chí cuộc chơi sẽ ngưng lại ngay lúc đó. Chính vì vậy bạn hãy cẩn thận khi lựa chọn các ô cửa, và bạn có quyền quyết định là xin ngừng cuộc chơi ở bất kỳ lúc nào để bảo toàn số điểm của mình. Bạn đã hiểu luật chơi rồi đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về gần với khán giả hơn để bạn có thể tự tin và nhận được sự tư vấn của khán giả khi lựa chọn các ô cửa nhé. Xin mời bạn. Bạn Trung thân mến, bây giờ thì bạn đã đứng rất gần khán giả rồi và họ luôn luôn cổ vũ cho các người chơi. Bạn hãy bắt đầu lựa chọn các ô cửa. Bạn có thể tự quyết định hoặc nhờ khán giả tư vấn. Xin mời bạn. À, theo khán giả thì chọn số mấy? Hả? Số mấy ạ? Số mấy? Số 2. Chọn số mấy? Số 3. Bên này thì ghi số mấy? Số 2, số 4. Ô, hãy nhiều quá. Hãy gợi ý nào? Vậy là số mấy? Số 2, số 3. Số 2, 5 luôn. Có ai chọn số 6 không? Không ai chọn số 6 chưa hả? Số 1 có không? Có ai số 1 không? Có một người số 1. Vâng, bây giờ đã có rất nhiều gợi ý của các bạn khán giả. Bây giờ thì bạn hãy quyết định một con số cho mình đi nào. Đúng là khó xử thật, ai cũng chọn từ 1 đến 5 hết, cho có số 6 là không có. À, thôi bây đầu tiên để cho mình quyết định đi. À, xin mời khán giả nha. À, đầu tiên thì nói chung là số 1 mà là bước đi đầu tiên, mà nó coi như là mình chọn số 1, coi như là bước đi đầu tiên hy vọng may mắn. Và bạn quyết định là chọn ô cửa số 1. Và bây giờ thì xin mời cửa số 1 bắt đầu mở. Nồi Photon kim hằng được sản xuất bằng nhôm tinh chất, nắp kín chịu nhiệt không vỡ, xử lý bề mặt đảm bảo an toàn thực phẩm, kiểu dáng hiện đại, tay nắm rời mới lạ, độc đáo tiện dụng. Sản phẩm được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao 11 năm liền. Kim hằng, bạn của người nội trợ. Và chúng ta hãy xem số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu đây? Số điểm của ô cửa này là... Ồ, có 2 số 0 rồi. Liệu con số cuối cùng có phải số 0 hay không nào? Hãy xem thử con số cuối cùng là... Wow! Thêm một con 0 nữa rồi, như vậy là ô cửa 3 số 0. Bạn đã lựa chọn ô cửa này và đã phải ngừng cuộc chơi mất rồi. Rất tiếc đúng không? Bạn chỉ còn có 500 điểm thôi. À, và bây giờ thì chúng ta hãy thử xem những ô cửa khác, xem là có bao nhiêu điểm nhá. Bạn muốn mở ô cửa nào? Theo như lô ô số 1 không thành, mở số 3 đi. Thích số lẻ hơn chú Trọng. Thích số lẻ. Bây giờ hãy cho tôi biết xem trong ô cửa số 3 là ô cửa có sản phẩm gì và bao nhiêu điểm. Xin mời cửa số 3. Honey là sản phẩm uy tín tại Việt Nam, đảm bảo 100% nguyên chất. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. Sử dụng mật ong Việt Honey thường xuyên sẽ giúp da bạn hồng hào tươi trẻ, phục hồi sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Số điểm trong ô cửa này là 500. Nếu như bạn lựa chọn ô cửa này ngay từ đầu thì điểm của bạn đã được nhân lên rồi. Thật tiếc đúng không? Bây giờ thì chúng ta cùng đến với ô cửa tiếp theo. Chúng ta hãy mở cửa số 4 nhé. Mở cửa số 4.
Xin mời cửa số 4. Bộ ghế ngoài trời, sản phẩm được làm bằng gan đúc, sơn tĩnh điện, kiểu dáng đơn giản, mạnh mẽ. Đây là sự lựa chọn phù hợp cho sân vườn của bạn. Sản phẩm do siêu thị nội thất Phú Sinh phân phối. Và số điểm của ô cửa này là bao nhiêu đây? Ô cửa này có số điểm là 16.000 điểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp. Có lẽ là mở ô cửa ở dưới đi ha. Ô số 2 đi. Ô số 2, xin mời ô cửa số 2 bắt đầu mở. Kềm nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng. Đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Số điểm của ô cửa này là bao nhiêu đây? Số điểm trong ô cửa này là 3.000 điểm. Và chúng ta còn hai ô cửa số 5 và số 6. Chúng ta hãy thử mở ô cửa số mấy nhỉ? Thử ô số 5 đi. Xin mời ô cửa số 5 bắt đầu mở. Máy lạnh đứng Alaska, công suất 2 mã lực, kiểu dáng hiện đại, lốp máy chất lượng cao, tiết kiệm điện năng, hàng nhập khẩu nguyên kiện, do siêu thị điện máy Hòa Bình phân phối. Và số điểm ở trong ô cửa này là 2.000 điểm. Chúng ta cùng khám phá ô cửa cuối cùng, đó là ô cửa số 6, để xem bên trong ô cửa số 6 này sẽ có những sản phẩm gì. Nệm lò xếp, khung lò xo bằng hợp kim, nhập từ Anh Quốc. Độ đàn hồi cao, áo bọc nệm được thiết kế sắc sảo, sang trọng. Cảm giác thoải mái, êm ái khi sử dụng. Sản phẩm được bảo hành từ 5 đến 7 năm. Và số điểm trong ô cửa này là 300 điểm. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá hết 6 ô cửa trong chương trình Siêu thị may mắn. Bây giờ thì xin mời bạn Trung cùng bước về sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, sau vòng thi này thì bạn Trung đã nhận được số giải thưởng tương ứng là 500 điểm. Và chúng ta đã cùng nhau có thật nhiều niềm vui trong buổi tối ngày hôm nay khi cùng đến với chương trình Siêu thị may mắn. Chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị đã cùng quan tâm và theo dõi chương trình. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới công ty nệm Vạn Thành đã tài trợ cho chương trình. Và cũng xin cảm ơn sự hỗ trợ thật hiệu quả của công ty phân phối máy tính tiền Lý Phú Vinh, nhãn hàng thời trang Jojo. Chúng tôi mong rằng các nhãn hàng Việt Nam hãy cùng tham gia với chương trình, tham gia chương trình góp phần tôn vinh hàng Việt. Hãy liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 823-5963, công ty Cát Tiên Sa, 5B Nguyễn Đình Chiểu. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.